Này các bạn, tôi là Ellie từ Game 3. Như bạn có thể đã biết, Lunacy đã mở trò chơi được vài ngày và giá mã thông báo đang bùng nổ. Để cung cấp cho các bạn những tin tức cập nhật nhất, chúng tôi đã thực hiện một trò chơi cho trò chơi một vài ngày trước đó. Và hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách kiếm nhiều tiền nhất ra khỏi trò chơi chỉ để bạn biết. Trong 3 ngày qua, nhóm của chúng tôi đã kiếm được hơn 300 đô la. Nếu bạn không quen với Lunacy, bạn có thể xem video Burger Geek 5 của chúng tôi. Tôi sẽ đặt liên kết ở góc trên cùng bên phải. Vì vậy mà không cần phải quảng cáo thêm, chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Đầu tiên đây là dòng chảy của quá trình ma đến nơ đến canh. Bạn nhận được NFT của bạn chơi trò chơi với một số thùng. Nhận một số mil, đó là phiên bản trong trò chơi của các mã thông báo. Cuối cùng, sau đó bạn có thể trao đổi nó thành các mã thông báo cuối cùng và đổi nó lấy passi lấy tiền. Bạn cũng có thể sử dụng mã thông báo cuối cùng để mua NFT. Bán nó để kiếm lời nếu bạn muốn. Sau khi hiểu hành trình của bạn, bạn có thể chuyển sang trò chơi. Chơi trò chơi trước tiên, bạn phải mua một số chiến binh. Điều này nên đạt được thông qua các hộp mặt trăng. Có hai cách để mua NFT. Đối với phương pháp đầu tiên này, hãy chuyển đến ứng dụng Dat Lunacy. Kết nối với các tài khoản tối giản của bạn và chi cập trò chơi. Bạn sẽ thấy trạng ngôi sao ở cuối màn hình hiện tại. Có hai hộp bạn có thể mua. Và cái đắt hơn bạn nhận được, bạn có cơ hội cao hơn để có được một chiến binh hiếm, nhưng vẫn có cơ hội nhận được khu vực. NFT vẫn còn tương đối thấp. Và bạn sẽ có nhiều khả năng nhận được những cái chung. Để có được một loại NFT tốt hơn, bạn có thể mua hộp sản xuất, có thể được tìm thấy trên thị trường. Đi tới FEB, Lunacy, kết nối với MetaMask của bạn và chọn các hộp bạn muốn. Giá trung bình của các hộp ngay bây giờ là khoảng 480. Cái nào hơi đắt đối với tôi. Nhưng nếu bạn muốn nhận được lợi tức đầu tư cao hơn, bạn có thể mua nó. Tôi cũng sẽ tính toán agent trong video này. Vì vậy hãy theo dõi. Chơi trò chơi, chỉ cần quay lại app Lunacy Dat Ao. Lunacy có tổng cộng 4 chế độ, nhưng hiện tại chỉ có chế độ săn chùm. Nhấp vào biểu ngữ săn ông chủ. Nhấp chuột tiếp theo vào ông chủ đầu tiên, bạn sẽ thấy tất cả các nhân vật. Chọn 3 chiến binh rồi ra trận. Nhưng không vội vàng là một trò chơi thần tượng. Vì vậy các nhân vật sẽ tự chiến đấu. Điều duy nhất bạn cần làm là thiết lập một đội lý tưởng. Mỗi nhân vật có lượt chơi miễn phí trước khi đi nghỉ ngơi và phải mất khoảng 1 giờ để nạp lại 1 ngân xếp năng lượng và 3 giờ để sạc đầy năng lượng. Vì vậy nếu bạn có 3 ký tự, bạn sẽ có thể chơi khoảng 5 lượt đầy đủ. Liên quan đến việc kiếm tiền, mỗi ông chủ có 10 mạng sống và mỗi lần chia ông chủ, bạn sẽ nhận được một số mã thông báo sau khi hồi sinh. Ông chủ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, phần thưởng sẽ lớn hơn nhiều. Nếu bạn có 2 ký tự, bạn sẽ có thể đánh bại 1 đến 2 ông chủ mỗi ngày. Đạt được 3 đến 5 mã thông báo không mục đích, tùy thuộc vào may mắn và sự siêng năng của bạn. Được rồi, vậy bạn có một số ký tự. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để thiết lập nó một cách hiệu quả? Là một người chơi có 14 ký tự, tôi sẽ chia sẻ với bạn kinh nghiệm của tôi như nó. Đã mẹo để tận dụng tối đa trò chơi. Chơi mặt trăng chúng ta một cách hiệu quả, chúng ta cần biết về cơ chế của trò chơi. Trước hết chúng ta phải biết số liệu thống kê của nhân vật, tôi sẽ giải thích bản chất một lần. Thiệt hại và HP là cơ bản, tôi đoán bạn đã biết những điều đó có nghĩa là gì. Tốc độ di chuyển như bạn có thể thấy ngay tại đây là tốc độ rẽ, hoặc cơ hội mà nhân vật của bạn có thể thực hiện nhiều lượt hơn nhớ. Đây là một trò chơi up e ghi nhàn rỗi theo lượt, vì vậy có tốc độ di chuyển nhiều có hơn. Nghĩa là các nhân vật của bạn sẽ có tấn nhiều công chẳng hạn. Để tấn công các lượt liên tiếp, lượt tiếp theo là kết hợp. Bạn càng có nhiều điểm, càng có nhiều khả năng nhân vật của bạn sẽ nhiều tấn bức công. Tốc độ di chuyển và kết hợp hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể có 2 lượt và có thể tấn công trong combo, trong cả 2 lượt đó. Những cái tiếp theo là block và anti-block. Bạn có thể chặn các cuộc tấn công của đối thủ, cũng như phá vỡ lá chắn của họ khi họ chặn. Và hai số liệu thống kê này đại diện cho những cao hơn là tốt hơn. Đảo ngược hoặc gặp gỡ về cơ bản giống nhau. Khi bạn bị tấn công, bạn có thể chống lại nó và tấn công đối thủ thay vì bị hư hỏng. Và cuối cùng là tước vũ khí nếu bạn tước vũ khí của đối thủ. Anh ta hoặc cô ta sẽ không thể tấn công trong một vài lượt. Sau khi biết số liệu thống kê, điều tiếp theo chúng ta phải hiểu là ông chủ. Tấn công, điều cần thiết là tạo một khoản tiền gửi cân bằng cho nhóm. Chúng tôi có hai cuộc tấn công khác nhau. Cái đầu tiên là cái cơ bản. Tiền gửi đình công và nhân vật, nó có thể được gạch ngang hoặc truy cập. Cái thứ hai là kỹ năng cắt đường thở. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến mọi nhân vật, áp dụng một lượng lớn thiệt hại. Không giống như cuộc đình công cơ bản, cái chém không thể tránh được, bị chặn hoặc truy cập. Phòng thủ chuồng cũng giống như các nhân vật khác,
Nó có thể chặn né tránh hoặc chống lại các cuộc tấn công của người chơi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang các kỹ năng chiến binh để đọc thông tin chi tiết. Sau đó đi đến sách trắng của họ, tôi sẽ đặt liên kết trong mô tả cho bạn. Nhưng đây là bản tóm tắt tôi đã thực hiện cho tất cả chúng. Tôi chia các kỹ năng thành 3 loại. Nâng cao chỉ số tấn công, tăng cường chỉ số phòng thủ và khả năng đặc biệt. Trong khi kỹ năng nhân vật có thể có nhiều tác dụng, tôi đã nêu bật điểm mạnh chính của họ. Đối với một đội mạnh, tôi khuyên bạn nên cân bằng giữa tấn công và phân loại phòng thủ các khả năng đặc biệt. Mặt khác, chiến binh là tình huống và không phải lúc nào cũng bắt buộc. Bạn sẽ cần ít nhất một câu trả lời phòng thủ cho sức bền của đội. Vì ông chủ có thể tấn công những cú đánh quan trọng vào một cú đánh các chiến binh cho điều này. Tôi sẽ chọn Yuka thay vì Kinu, vì giải giáp ông chủ sẽ mang lại cho bạn những lợi thế to lớn. Ngoài phòng thủ, bạn nên mang theo ít nhất một ký tự loại bị hỏng. Tôi cũng thích các ký tự chính xác và kết hợp hơn, chẳng hạn như Yuta và Hitobi, vì thiếu các cuộc tấn công khá thường xuyên trong trò chơi. Nếu bạn kết hợp với Sumiko để có sát thương cao, bạn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Nếu một đội hơi mỏng manh, bạn có thể chọn dê câu cho cuộc sống, vẫn để duy trì sự sống. Các ký tự đặc biệt là tình huống và tùy chọn. Kiều sẽ phát hành một bản sao chiến đấu với đội. Vì vậy khi đội của bạn có hàng thủ yếu hơn, bạn có thể chọn cô ấy để bản sao sẽ nhận được một vài lượt truy cập cho bạn. Khả năng của Matsuko là giải phóng một quả bom OE. Điều này sẽ rất hiệu quả trong chế độ PvP, vì cô ấy có thể gây sát thương cho cả ba đối thủ. Nhưng ở chế độ săn trùm, nó có thể ít hữu ích hơn vì chỉ có một ông chủ. Mặt khác, thiệt hại vẫn còn cao, vì vậy bạn có thể sử dụng nó. Yumi cũng là một nhân vật rất cân bằng, vì vậy nếu bạn nhắm đến một đội tồn tại lâu dài, bạn có thể chọn cô ấy cho chiếc khiên. Anh ấy cô ấy thỉnh thoảng hơn một chút. Khả năng của cô ấy là nâng cao chỉ số của thú cưng, nhưng nếu cô ấy không được trang bị thú cưng, kỹ năng thực tế là vô dụng. Có một loạt các loại vũ khí, nhưng bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào hai loại này: combo cao và các loại sát thương cao. Tôi khuyên bạn nên lấy hai cái đó. Như tôi đã đề cập trước đây, các chiến binh có thể bỏ lỡ các cuộc tấn công dễ dàng. Vì vậy hãy mang theo một loại vũ khí kết hợp, chẳng hạn như một mặt của một con dao. Bạn sẽ bù đắp cho những người đã bỏ lỡ, vì bạn có thể thực hiện một cuộc tấn công 3 hoặc thậm chí 4. Điều tương tự cũng áp dụng cho các cuộc tấn công sát thương nặng, vì bạn có thể gây ra rất nhiều sát thương cho đối thủ. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng hai loại này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Sau khi hiểu về các nhân vật và vũ khí ở đây là một số đội bạn có thể theo dõi. Người đầu tiên là Yuki, Yuta và Hitomi. Đội này sẽ có hai sát thương và một nhân vật phòng thủ. Đội thứ hai là Kyo, Kinu và Sumiko. Đây là một đội tương đối cân bằng, chứa cả ba ký tự từ cả ba loại. Được rồi, đó là cách bạn có thể thành lập một bây giờ đây là ba lời khuyên tôi có cho bạn. Mẹo số 1: sử dụng các ký tự yếu hơn trước. Ông chủ trở nên mạnh mẽ hơn khi nó lên cấp, vì vậy bạn nên lưu nhân vật mạnh nhất cho vòng cuối cùng. Nếu bạn sử dụng những cái yếu ở cấp độ cuối cùng, họ có thể dễ dàng bị ông chủ bắn. Mẹo số 2: sử dụng co và vật nuôi. Ở cấp độ cuối cùng, hoặc khi đội của bạn có nhân vật phòng thủ yếu, bạn có thể sử dụng co để triệu hồi các bản sao hoặc các nhân vật có thú cưng. Các bản sao và vật nuôi sẽ có một vài cú đánh cho bạn, vì ông chủ sẽ tấn công họ trước. Mẹo số 3: không sử dụng những chiến binh giỏi nhất ở cấp độ cuối cùng. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn với mẹo đầu tiên của tôi, nhưng điều này hoàn toàn khác. Khi ông chủ còn một nửa sức khỏe, ở cấp độ 10 không sử dụng tất cả các chiến binh tốt nhất. Khi trò chơi kết thúc, khi ông chủ chết, không giống như các cấp độ khác, thay vào đó chỉ sử dụng một chiến binh tốt và hai chiến binh tử tế để chiến đấu, hoặc thậm chí chỉ là hai chiến binh. Bạn có thể sử dụng những ký tự tốt khi chiến đấu với các ông chủ tiếp theo. Vậy bạn có thể kiếm được bao nhiêu? Tôi đoán đây là phần thú vị nhất đối với các bạn. Và bây giờ tôi sẽ tính toán lợi tức đầu tư. Giả sử bạn mua 7 hộp lớn như nhóm của chúng tôi, giá 1.225 cộng. Hằng ngày bạn có thể kiếm được từ 25 đến 35 cộng, tùy thuộc vào thời gian dành riêng của bạn. Vì thế, sẽ mất khoảng 41 ngày để lấy lại tiền của bạn. Nếu bạn chơi liên tục, bạn nhận được 900 ham muôn mỗi tháng. Nghĩa là 18 đô la, đó là một con số khá lớn. Nếu bạn chỉ có 2 ký tự, với khoản đầu tư ban đầu là 44 ham muôn, bạn có thể nhận được khoảng 2,5 đến 3 ham muốn mỗi ngày. Nghĩa là sau 16 ngày bạn lấy lại vốn. Và mỗi tháng bạn có thể kiếm được khoảng 80 ham muốn. Đó là khoảng 160 nếu giá không giảm. Đây là bảng ông chủ chứa tất cả thông tin về giá trong chai ông chủ. Vì vậy bạn có thể tra cứu nó và cố gắng tính toán chính mình.
Vậy trò chơi có đáng không nếu bạn nhắm đến tiền? Sau đó hoàn toàn có với tôi. Phần thưởng khá tốt nhưng nếu bạn nhắm đến niềm vui, tôi sẽ không đề nghị Lunar Jersey. Vẫn là các nhà phát triển, chưa phát hành tất cả các tính năng. Trong tương lai, chúng tôi có thể nâng cấp các chiến binh của mình để kiếm thêm, tham gia các trận chiến TVP, các yêu cầu và NFT trong tương lai để bán trên thị trường. Vì vậy tôi tin rằng thu nhập hàng tháng của em sẽ tăng. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ trò chơi đáng để đầu tư không? Chia sẻ ý kiến của bạn xuống bên dưới trong phần bình luận. Nếu bạn thích video, bạn có thể ủng hộ nó. Và nếu bạn thấy video hữu ích, vui lòng xem xét đăng ký. Chúng tôi sẽ bắt kịp với các bạn sau. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.